Nghe rõ lời tao nói không? TAP Paris Funa nước hoa Pháp, giá người Việt. Tốt. Mày cắm cọc ở đấy quan sát thật kỹ cho tao. Cấm để bất cứ con thằng nào vào rủ thằng yếu đi chơi, biết chưa? Vâng thưa bà. Mà này, dạo này chúng nó có ý thuật tàng hình đấy. Mày bật tun lên quan sát cho tao. Phát hiện điều bất thường, được phép nhấn nút. Bà yên tâm, không có con lợn nào qua được mắt em đâu. Được. Vào việc đi. Rõ. Tôi xong tôi rồi. Mẹ lâu thế nhở? Đợi cả tiếng rồi. Ôi giời ơi, con lợn này. Lô. Ê, bố tắt cho con cái còi cái. Làm sao? Mày làm gì mà lâu thế? Mày có đi ăn sinh nhật con Linh không? Ê, con chưa biết đi kiểu gì này. Hôm nay mẹ tao ở nhà em bảo mật kinh lắm. Đi ra ngoài bây giờ là nhấc cộp ấy. Mẹ mày ở nhà hả? Thì tao cứ trốn vào nhà như mọi lần, như có việc gì đâu. Có cái cục đất ấy. Hôm nay có thêm cả một thằng tay trong nữa cơ. Nó ăn so trên ban công bên kia. Tưởng dễ à? Ui, sao đây chơi khó thế? Thôi chắc quả này tao ở nhà không ăn nổi ấy. Nhưng mà hôm nay sinh nhật con Linh, nó còn mời cả thằng Cường lớp 7A2 đến đây. Thằng Cường nào? Tao chùm khối 7 sao chưa nghe tên thằng kênh con này bao giờ? Cái thằng mà dân chơi số 1 Sài Thành ý, nó mới chuyển trường thôi. Nó thích con Linh của mày đấy. Thế nào nó chả đóng con Linh xuống. Đi đón con Linh đá bóng ở sân Dần Khê. Cái gì? Tổ chức sinh nhật ở đâu? Trung tâm tổ chức tiệc cưới cạnh Westing. Mày đợi đây tao ra ngay. Gọi thêm mấy thằng bụi đời chờ giao thông này cho tao. Nhưng mà ra kiểu gì á? Đi đâu? Lần này con phải đi. Mẹ không cấm được con đâu. Mày vừa ăn được giáp thiên thần à? Tao cho mày 10 giây để quay trở lại căn phòng. Mày không đủ đẳng cấp để so sánh với mẹ đâu. Không bao giờ. Con nhất định phải đi ăn sinh nhật Linh người yêu con. Mày có người yêu á? Không. Thì con à, lên nha. Ra chưa? Sao lâu thế? Ra bằng mắt đấy. Vừa bị mẹ tao thổi bay lại vào nhà này. Trời ơi, lằng nhằng với mẹ lâu quá. Thôi tao đi trước đây. Thôi giúp tí đêm. Xong vụ này tao dẫn mày đi chơi net máy Intel Core i9 nữa. Nhưng mà mẹ mày ghê lắm, tao không vào nổi đâu. Mày có khăn tàng hình mà, có thì triển khai đấy. Ừ nhờ. Nhưng mà cái thằng ở trên kia nó phát hiện thì sao? Yên tâm, có mà giờ biết được ý. Cứ chơi đi. Ngon lần này thôi đấy nhá. Nhanh lên. Quan sát cẩn thận vào cho tao. Rõ. Phát hiện đối tượng tàng hình. Chờ lệnh nhấn nút. Hết. Nhấn nút. Rõ. Đối tượng đã chạy thoát. Nó không thoát được đâu. Sức mạnh khủng khiếp thật. Mày là ai? Con nhà nào? Vào nhà tao làm gì? TAP Paris Funa, nước hoa Pháp, giá người Việt. Cô ơi, mở cửa. Ôi kêu làm gì đau họng. Chấp nhận số phận đi. Gà thì còn thích cái. Mày thích gì? Tao thích mày thì tìm sao? Không sao. Thôi. Sao? Tìm cách ra khỏi đây đi.